yêu con biết bao năm rồi. Lấy thanh tâm Ngài tình yêu vô biên. Tình Ngài yêu con cao hơn mây trời. Tình Ngài yêu con ai đâu sánh ví. Tình Chúa yêu con biết bao năm rồi. Lấy thanh tâm Ngài tình yêu cao vời. Tình Ngài dâng cao như muôn sông trao. Tình Ngài yêu con tiếng yêu ngọt ngào. Lạy thánh tâm Chúa, yêu con một đời, yêu con trọn đời. Tình yêu Chúa cao vời. Lạy thánh tâm Chúa, bao năm cuộc đời, tuy con lạc loài nhưng xin yêu Chúa mà thôi. Tình Chúa yêu con mãi không hao mòn. Lấy thanh tâm Ngài tình yêu vô biên. Tình Ngài yêu con ái suy cho vừa. Tình Ngài yêu con bao la đắm đuối. Tình Chúa yêu con mãi không hao mòn. Lấy thanh tâm tình yêu vô biên. Và vì yêu con Chúa đã hiến thân để rồi hy sinh chết treo thập hình. Lạy thánh tâm Chúa, yêu con một đời, yêu con trọn đời, tình yêu Chúa cao vời. Lạy thánh tâm Chúa, bao năm cuộc đời, con lạc loài nhưng xin yêu Chúa mà thôi. Tình Chúa yêu con mãi không hao mòn. Lạy thánh tâm Ngài tình yêu vô biên. Và vì yêu con Chúa đã hiến thân để rồi hy sinh chết treo thập hình. Lạy thánh tâm Chúa, yêu con một đời, yêu con trọn đời, tình yêu Chúa cao vời. Lạy thánh tâm Chúa, bao năm cuộc đời, con lạc loài nhưng xin yêu Chúa mà thôi. Lạy thánh tâm Chúa, yêu con một đời, yêu con trọn đời, tình yêu Chúa cao vời. Lạy thánh tâm Chúa, bao năm cuộc đời, tuy con lạc loài nhưng xin yêu Chúa mà thôi. Lạy thánh tâm Chúa, bao năm cuộc đời, tuy con lạc loài nhưng xin yêu Chúa mà thôi. Chúa
một mùa xuân Chúa thương ban cho người thế trần. Một lần ta đến dự tiệc thánh, cuộc đời ta nó thỏa hạnh phúc, nguồn bình an tràn chứa đời ta. Chúng con về nơi đây dâng ngàn tiếng ca, chúng con về nơi đây để tạ ơn Thiên Chúa. Qua bao tháng năm mong chờ, say sưa thánh ân vô bờ, được cùng nhau bên Chúa thỏa lòng con ước mơ. Giao dứt niềm tin với ánh mắt đồng lời nguyện xin, chúng con dâng muôn ngàn y tình, từng lời kinh hay từng cuộc sống cùng hòa chung trong tình hiệp nhất, nguyện dâng lên Thiên Chúa tình yêu. Hãy đón lấy một trời hợp ân, hãy giữ lấy cả một mùa xuân Chúa thương ban cho người thế trần. Một lần ta đến dự tiệc thánh, cuộc đời ta nó thỏa hạnh phúc, về nơi đây dâng ngàn tiếng ca, chúng con về nơi đây để tạ ơn Thiên Chúa. Qua bao tháng năm mong chờ, say sưa thánh ân vô bờ, được cùng nhau bên Chúa thỏa lòng con ước mơ. Qua bao tháng năm mong chờ, say sưa thánh ân vô bờ, được cùng nhau bên Chúa thỏa lòng con. Tiếng hát ngợi khen, muôn lòng hoan lạc dâng tiếng chúc vinh, suy tôn Ngài muôn đời. Đi lên, đi lên đền thờ Thiên Chúa, tôn vinh ngợi khen Chúa. Chúa đã làm phép lạ, cho tuổi xuân con hoan lạc trên bàn thờ ngày xưa. Xác hồn này con hiến dâng, tin vào thành cùng tâm tư con nhảy mừng, trong chuỗi a nhân từ tiếng hát ngợi khen, muôn lòng hoan lạc dâng tiếng chúc vinh, suy tôn Ngài muôn đời. Đi lên, đi lên đền thờ Thiên Chúa, tôn vinh ngợi khen Chúa. Chính đây tòa Chúa ngự, nghe lời con dâng lên Ngài. Đây hiệp lòng ngàn dân, đến bàn thờ chung lễ Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thực hiện những gì con người đã thực hiện vì yêu thương chúng con. Xin để chúng con biết tìm đến thánh con người để hướng hướng tận nguồn ơn cứu độ chào xuân. Người là Thiên Chúa họ xuân và nhất trí cùng Chúa. Thiên Chúa đã sai con một đến thế gian để nhờ con một của người
sống. Tình yêu gốc ở điều này, không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta và sai con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta thì như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Thiên Chúa chưa ai được chiêm ngưỡng bao giờ. Nếu chúng ta yêu thương nhau thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta và tình yêu của Người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được rằng chúng ta ở lại trong Người và Người ở lại trong chúng ta. Đó là Người đã ban thần khí của Người cho chúng ta. Phần chúng tôi đã chiêm ngưỡng và làm chứng rằng Chúa Cha đã sai con của Người đến làm thánh cứu độ thế gian. Thế ai tuyên xưng Đức Giêsu là con Thiên Chúa, thì Thiên Chúa ở lại trong Người ấy và Người ấy ở lại trong Thiên Chúa. Còn chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta và đã đi vào tình yêu đó. Thiên Chúa là tình yêu, ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong Người thầy. Đạo Công giáo là thứ gì?
chúng ta biết Phật giáo nhé, Anh giáo nhé, Khổng Tử nhé, Lão Tử nhé, rồi Hòa Hảo nhé, vân vân và vân vân rất nhiều. Và nhất là tôi xem trên mạng thì đều có cái đạo mình đã rác. Thế thì Đức Giáo Hoàng trả lời: đạo Công giáo là đạo mắc khả. Đây, trong cái đường chúng ta thấy thế đó. Đức Giáo Hoàng trả lời rất có ý và theo thông tin mừng hôm nay. Vì cha đã giấu không cho các bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm được trở, nên lại mặc khải cho những kẻ với họ. Đấy, tôi nghĩ là do mà căn cứ của tôi thì thế này: mặc khải cho những kẻ với họ. Hôm nay tôi muốn chia sẻ về tình yêu của Thiên Chúa. Tại sao chúng ta biết được tình yêu của Thiên Chúa đã mặc khải? Căn cứ vào đó, bởi vì chúng ta biết ngay từ đầu Chúa đã dựng lên tổ tông chúng ta là Adam và Eva rồi. Và khi ông bà chưa phạm tội ăn trái cấm thì sao? Chúa thường xuyên đi bộ với hai ông bà ở trong vườn Eden mà chúng ta gọi là đường nhà thiên đàng, và chúng ta gọi là đàng thường đi mặc khải nói chuyện với hai ông bà. Và Chúa đã ra một cái luật để chứng tỏ cho ông bà biết rằng ông bà có trung thành với Chúa không. Nên Chúa bảo rằng tất cả các cây trong vườn Eden này các ngươi được sử dụng hết, nhưng chỉ có một cây thôi, là cây đó là cây biết lành biết sự. Hai ông bà cùng ăn, chúng con cùng ăn, nếu ăn ngày nào thì chúng con phải chết. Ngay từ đầu Chúa đã mặc khải ngay vật của Chúa như vậy để thử hai ông bà có trung thành với Chúa hay không. Nếu trung thành thì khỏi đó, nhưng bởi vì hai ông bà không trung thành, và vì không trung thành cho nên là tất cả quy luật trên thế giới này được đảo lộn. Bởi vì chúng ta và người chúng ta và không trung thành với Chúa rồi thì tất cả các sức vật nó không trung thành với ta. Còn mỗi tăng một lên một con kẹo cắn nó không trung thành đâu, hay là con voi, hay là con hổ, con bao, con rắn, nó thấy chúng ta là nó rơi này, nó chém này. Vì sao? Chúng ta không trung thành với Chúa. Cho nên tất cả những gì trên trần gian này đáng lẽ làm cho con người được hoàn toàn thoải mái, nhưng tất cả đảo lộn hết. Và vì đảo lộn cho nên đau khổ đúng như lời Chúa nói đến chúng ta. Đàn ông thì sao? Cảnh sâu cuốc bậc đổ cổ hôn rơi nước mắt với tìm được có ai. Còn đàn bà sao? Mang vẻ đau cùng cuộc trọng vân vân, tất cả những đó là đảo lộn hết. Bởi vì chúng ta đọc lịch sử thì chúng ta thấy Jeremiah là một người mà Chúa gọi là tiên tri. Chúa mặc khải cho ông Jeremiah và ông đã tuyên bố thay Chúa rằng: ta yêu chúng con vô cùng vô tận. Vô cùng vô tận nghĩa là không có cùng vô tận. Lúc đó chúng ta thấy rõ ràng Chúa sai tiên tri Jeremiah đã mặc khải chúng ta biết tình yêu của Chúa là vô cùng vô tận. Nhưng lúc đó chúng ta chưa hiểu vô cùng vô tận là thế nào, bởi vì thực tiễn chúng ta chưa ai là người sống vô cùng vô tận cả để giải thích cái vô tận vô cùng vô tận đó. Thì sao? Chúa đã sai tất cả 12 tiên tri, 8 tiên tri nhỏ, 4 tiên tri cả đến với loài người chúng ta. Và cuối cùng chính Đức Kitô
là tình yêu trọn vẹn từ cung lòng chính ra giữa tình nguyện đến của chúng ta, khéo léo của chính cha đến mang đến tàn tính loài của chúng ta trong cung lòng trên chúng ta nhé. Trong một đời sống khó nghiệm, đau khổ, lao động sản xuất cùng một cánh đua xe làm được cho mọi người tìm ra những ăn may áo. Và không phải như thế, và chúng cùng vẫn còn tiếp tục chính ngôi lời còn tiếp tục mặc khải cho chúng ta để cái tình thương yêu của Chúa đối chúng ta lại cái chân. Có thể để chứng minh tình thương yêu ấy thì chính Chúa chuyện tất cả những gì là khi chúng ta đã báo trước, mà cả tiên tri đã báo từ ngàn xưa, Chúa sẽ nghe thấy như là. Cho nên người Do Thái đã thắc mắc là Chúa đến để phá luật tiên tri, phá luật tiên tri, phá luật hoa sen thì không, Chúa không phá luật hoa sen, không phá luật các đường đi, mà Chúa đến để là cho nói điều mà Chúa đã thép trong luật hoa sen và sẽ tiên tri. Chúa nó có một cho người Do Thái chứ là cho nên không có điều nào mà Chúa không làm. Rồi chúng ta thấy Chúa mặc khải tiếp là tình yêu của Chúa như thế nào. Trong một thứ khó chúng ta biết rồi, tất cả đều bắt đi tình yêu. Nếu như Chúa không chấp nhận ý của chúng ta, không làm cho điều các tiên tri, thì chúng ta không công nhận Chúa là Thiên Chúa là được. Nhưng vì Chúa chấp nhận tất cả các điều tiên tri đã nói, cũng thương khó của Chúa nha. Tôi xin tuyên cử tôi không thể kế đoạn ví dụ như việc của con thôi. Lấy cái xí áo, xí áo là bốn phần, còn áo trong thì bắt thăm hai nội thì trong. À, cho nên chọn rồi. Thế rồi việc mà Judas Iscariot là con người phản bội như thế nào thì Chúa nói từ lâu. Và đến khi mà các môn đệ đều xung họp cái này, Chúa chuẩn bị đi thì chết đấy. Tất cả các con hôm nay phản bội cái khổ của ta là yêu đời mà không được đời yêu nào. Cái khổ của Chúa đấy chưa 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 thời gian chúng ta đúng không, chúng ta có khổ đâu. Chúa ngày nay Chúa thấy rằng chúng ta không như là cho khổ đấy. Cái khổ của cha là như đời và không được đời như lại. Chúa thương yêu thế thế là vô cùng thật là thế. Cho nên chúng ta cứ cảm suy nghĩ tâm thế là vô cùng thật là thế. Và sau này chúng ta có mất nguồn cũng không ai đau bằng khi Chúa tìm thấy chúng ta rất là bỏ Chúa tư vấn của Chúa không quen nhưng mà người đàn ông được quen người dễ không tin Giê-xu thì khó gì đâu. Thế nhưng mà những câu đồ nói chúng ta chỉ có tin Giê-xu kêu mà không tin, nếu không có ơn chúng ta không kêu nổi. Cho nên chúng ta không đau bao giờ như thế để khi mà giờ chúng ta cứ gọi chúng ta khi ta có thể tư vấn viên khi xuống là giữ chúng ta còn đủ. Tôi đi với Hồ Thiên Chúa.
anh chị em anh thân mến, thánh tâm Chúa Giêsu là nguồn tình yêu, người mở rộng trái tim ra để đón nhận nhân loại vào trong tình yêu của người và khát khao tìm kiếm. Người gọi mỗi người chúng ta đến với người, vì thế chúng ta đến với người cầu xin và cầu xin. Thiên Chúa các ngươi đã chọn các ngươi để làm dân riêng, xin Chúa gìn giữ các linh mục trong thánh tâm Chúa và thánh hóa các ngài để đều đuôi lên những tế phạm ngài. Các ngài sẽ đem ơn Chúa đến cho nhân loại và đưa dẫn mọi người về với Chúa. Thank you.
Xin chúc những anh chị em chúng tôi đã
chúc mừng ngài cho em. Lòng nhân ái bao la
còn chưa thỏa yêu thương, mà nay Chúa đến dương nuôi bao linh hồn bơ vơ. Này của nuôi quý giá là mình mau thánh Ngài, chúng con xin thành tâm mến yêu, chúng con xin thành tâm kính thờ. Tâm tối u buồn, Ngài vẫn gọi con theo
vượt qua ngàn chéo leo con bước theo ngài đường tâm giá xa vời dẫu con chỉ ngả thao vân mà thôi. Con dâng lời ca tán tụng tình Chúa bao nhiêu hồng ân vẫn hằng tràn chưa giúp con kiên trì khó nguy không nề giúp con trung thành một đời dâng hiến. Tình con không hề hoen đua hướng chi con hằng nên yêu không ngừng giúp con vun trọn một niềm hiếu chung. Thank you.
Trong trái tim Chúa bao ân cần, con xin được say nếm hồng ân. Là trái ngon, những trái ngon dương nuôi đời con. Dương nuôi đời con. Là bánh thơm, là sữa thơm, giúp con mau chân bước lên trời. Là đóa hoa, là tiếng ca, gọi lòng con vui bước về nhà. Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Trong trái tim Chúa bao dịu dàng, con xin được nghe Chúa bảo bài. Dạy dỗ con biết song sao thăm tươi tình son. Tìm bước theo đường mến yêu, biết dâng trao biết thứ tha nhiều. Cùng Chúa đi, cùng Chúa đi, hòa niềm vui chung với mọi người. Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa.